máy hàng Hồng Ký 200 Pro mát giá bao nhiêu? Dạ em chào anh ạ. Và đây là dòng máy hàng Hồng Ký 200 Pro thuộc dòng máy hàng chuyên nghiệp và dòng máy hàng cao cấp nhất của Hồng Ký nha. Máy thì được thiết kế một nút vàng điều chỉnh từ 20 đến 200A và có đồng hồ để hiển thị thông số dòng hàng luôn. Và đây là công tắc nguồn chính nha anh em. Và đây là nút bật chế độ chống giật và gọc hàng ra là gọc hàng lớn luôn. Và phụ kiện kèm theo dòng máy hàng này thì bao gồm dây kiềm mát dài 2m và dây kiềm hàng dài 5m là bằng đồng 100% luôn nha anh em. Và dòng máy hàng này thì công suất dòng hàng ra chuẩn là 200A luôn nha anh em, chứ không ảo giống như là các dòng máy hàng của thông thường ngoài thị trường. Và anh em hãy nhìn dây nguồn và cũng khá là lớn để đủ tải đến dòng máy hàng. Và dòng máy hàng này thì được bảo hành lên đến 18 tháng chính hãng của Hồng Ký luôn. Và có mát giá ở tháng này là giá là 3960 ở tại Nam Tân Việt nha anh em. Và qua tháng 7 này thì cái giá nó sẽ trở lại là giá là 4.1 triệu. Và anh em có nhu cầu đến dòng máy hàng Hồng Ký 200 Pro này thì hãy liên hệ đến Nam Tân Việt hoặc đến trực tiếp tại Nam Tân Việt ở tại số 187 đường quốc lộ 1K, Linh Xuân, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh nha anh em. Và